Chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với English for Dentist. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về tìm kiếm tài liệu khoa học bằng PubMed. Bây giờ mình sẽ share màn hình. Thì nội dung ngày hôm nay đó là tìm kiếm trên PubMed từ cơ bản đến nâng cao. Điều đầu tiên mình sẽ nói đến đó là PubMed là gì? Nghe nói rất là nhiều nhưng rồi thực sự thì PubMed là cái gì? Các bạn hình dung là trong cái thời xa xưa xưa, thời ông bà anh, thì các bạn muốn tìm kiếm một cái tài liệu nào thì các bạn phải chạy ra thư viện rồi lật tìm cả cái bài báo. Nhưng mà ngày nay thì nó đơn giản hơn. Các bạn có thể tìm kiếm ở trên các cái cổng thông tin điện tử, các cái online databases. Thì khi nhắc tới ngang đây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến PubMed. Nhưng PubMed không phải là cái duy nhất các bạn có thể tìm kiếm. Nó có rất là nhiều các cái online databases khác nhau. Các bạn tự tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các cái online databases này. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái khác, mình giới thiệu một số cái cơ bản ở đây. Cái sự khác biệt cơ bản chủ yếu đó là một số cái các bạn phải trả tiền. Không hẳn là các bạn trực tiếp trả tiền, nhưng được thông qua các trường hoặc viện. Nếu như người ta có subscribed vào các cái databases này thì các bạn có thể tìm kiếm được. Còn nếu không thì nó rất là khó. Ví dụ như là Medline thì có được tìm kiếm thông qua PubMed hoặc là Ovid. Embase, Scopus, Central, Cochrane Reviews, Web of Science, Web of Knowledge, Ebasco, SciDirect hoặc là Google Scholar. Vân vân và vân vân. Nhưng rồi tụi chúng lại thì cái PubMed vẫn được sử dụng là nhiều nhất vì nó miễn phí. Vậy thì có một số các cái khái niệm nó liên quan xung quanh để cái PubMed, nó sẽ nói rõ ra nó là cái gì và cái gì. Như là Medline, PubMed Central, hoặc là Medline Plus, National Center of Biotechnology Information, hoặc là National Library of Medicine, hoặc là National Institutes of Health. Thì đây là một cái sơ đồ các bạn dễ hình dung, đó là PubMed là cái bự nhất. Medline là tập hợp con của PubMed. Ngoài ra có PubMed Central và Medline Plus, nó liên quan tới PubMed và Medline. Vậy thì đầu tiên Medline là gì? Thì Medline là một cái kho dữ liệu thư mục của National Library of Medicine, là cái thư viện quốc gia y học của Mỹ. Nó chứa các cái tài liệu khoa học liên quan tới life sciences, là các cái ngành sinh học và các cái ngành liên quan, và một cái sự tập trung ở trên biomedicine, là cái y sinh học. Đây là có một cái khái niệm mình sẽ giới thiệu sau rõ hơn, đó là Medical Subject Headings. Tức là Medline, nó sẽ có các cái tài liệu ghi chủ lại bằng cái MESH. Thì ở đây các bạn để ý đó là Medline là cái thành phần cấu tạo cơ bản cho PubMed. Còn Medline Plus là một cái dịch vụ khác được cung cấp bởi National Library of Medicine, mà cung cấp cả cái thông tin về sức khỏe cho người tiêu dùng, tức là những người sử dụng dịch vụ sức khỏe, người ta sẽ tra cứu tại Medline Plus. Nó giống như một cái cổng thông tin chính thống ha, để cung cấp cả cái thông tin về sức khỏe cho bệnh nhân hoặc là những người có nhu cầu về sử dụng dịch vụ sức khỏe. Còn PubMed là gì? Thì PubMed là một cái nguồn dữ liệu ha, miễn phí dùng để hỗ trợ cho việc tìm kiếm và truy xuất các cái tài liệu trong cái nhóm lĩnh vực của y sinh học và life sciences, là các cái ngành sinh học và các ngành liên quan. Nhưng cũng điều lưu ý đó là PubMed nó không có chứa cả cái bản full hay là cả cái bản đầy đủ của các cái bài báo, mà các cái bản đầy đủ đó nó sẽ được upload vào cái PubMed Central, hay được viết tắt là PMC. Nếu các bạn tìm kiếm và các bạn thấy nó có mở ngoặc là free article at PMC thì là bạn hiểu đó là PubMed Central. Thì cái PubMed nó được phát triển và duy trì bởi National Center of Biotechnology Information. Cho nên các bạn sẽ thấy cái logo NCBI nằm cấp trên bên trái của cái website của PubMed. Và cái NCBI này thì nó ở tại cái Thư viện Quốc gia Y học.
Và cái thư viện này nó được nằm ở trong cái National Institute of Health, là cái viện quốc gia về sức khỏe. Như vậy là các bạn hình dung về cái PubMed rồi ha. Thì cái nội dung của PubMed nó sẽ chứa tất cả các cái lĩnh vực liên quan tới y sinh học và sức khỏe, các cái ngành về life sciences hoặc là behavioral sciences, là các cái ngành khoa học về hành vi, hoặc là chemical sciences về hóa học, cũng như là bioengineering là các ngành kỹ thuật sinh học. Vậy thì cái gì tạo nên PubMed? Thì như đã nói ban đầu là Medline là một cấu phần của PubMed, thì đó là cái thành phần lớn nhất tạo nên của PubMed. Ngoài ra PubMed nó sẽ có thêm cả PubMed Central và Bookshelf, là các cái sách báo mà đến từ thư viện thì nó sẽ được tìm kiếm ở trong PubMed. Như vậy là xong về PubMed. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cách tìm kiếm như thế nào ở bên trong PubMed. Thì cái điều quan trọng nhất khi các bạn tìm kiếm trên bất kỳ một cái database nào, bất kể là các bạn tìm kiếm trên giấy hay là các bạn tìm kiếm trên mạng, thì cái quan trọng đó là các bạn phải có một cái câu hỏi nghiên cứu, hay là một cái câu hỏi lâm sàng, hay là một cái điều mà các bạn muốn tìm kiếm rõ ràng. Nếu như các bạn có cái câu hỏi nó rõ, càng rõ ràng thì cái việc tìm kiếm của bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như ở đây các bạn có một cái vấn đề các bạn muốn tìm hiểu, đó là các bạn muốn tìm các cái tài liệu khoa học nghiên cứu ha về cái nồng độ tối ưu của NaOCl sử dụng trong nồi nhà. Thì từ một cái vấn đề như vậy thì tùy theo các bạn sẽ làm ra cái câu hỏi nghiên cứu như thế nào, hay là cái câu hỏi mà các bạn muốn tìm kiếm như thế nào, nó rất là rộng hay là tổng quát, hay là các bạn muốn đi nó sâu chi tiết, thì các bạn sẽ nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tìm kiếm kết quả ra như thế nào. Thì dĩ nhiên khi các bạn làm cái câu hỏi nó càng chi tiết, nó càng sâu, thì cái lượng tài liệu tham khảo các bạn tìm kiếm ra nó sẽ càng ít. Nếu như các bạn làm một cái câu hỏi rất là rộng thì cái lượng bài báo các bạn tìm ra nó sẽ rất là nhiều. Vậy thì các bạn sẽ làm cái câu hỏi đây nó rộng, ví dụ như là cái nồng độ tối ưu của NaOCl trong nội nha, hay các bạn làm nó hẹp hơn, đó là nồng độ tối ưu của NaOCl để khử khuẩn trong cái trường hợp ống tụy hoại tử, để phân biệt với trường hợp là ống tụy sống chẳng hạn. Hoặc các bạn muốn rõ ràng cụ thể hơn, cái nồng độ tối ưu có nghĩa là gì? Các bạn muốn so sánh giữa cái nồng độ cao và nồng độ thấp của NaOCl trong cái việc khử khuẩn ống tụy hoại tử chẳng hạn. Hoặc các bạn có thể làm một cái câu hỏi khác, ví dụ các bạn muốn so sánh về cái sự khử khuẩn giữa NaOCl và chlorhexidine chẳng hạn. Tùy theo các bạn muốn tìm hiểu cái câu hỏi là gì thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tìm kiếm của các bạn. Một cái cách khác các bạn có thể làm ra câu hỏi đó là dựa theo PICO, đó là dựa theo problems, hoặc có thể là problems, hoặc là patients, hoặc là participants, vân vân. Thì ở đây ví dụ như đó là cái ống tụy hoại tử, cái intervention và control thì nó có thể thay đổi tùy theo cái nào các bạn muốn là intervention, cái nào các bạn muốn là control. Ví dụ như là intervention có thể là nồng độ cao của NaOCl, control có thể là nồng độ thấp của NaOCl, hoặc là có thể là intervention là chlorhexidine chẳng hạn và control là NaOCl, ví dụ như vậy. Cái outcome các bạn muốn tìm kiếm, cái kết quả của cái nghiên cứu các bạn muốn tìm, đó là cái sự khử khuẩn hay đó là cái nồng độ vi khuẩn ở bên trong ống tụy, hay là cái sự lành thương. Cái sự lành thương đó các bạn muốn thấy trên X-quang hay là sự lành thương trên lâm sàng, thì tùy theo cái cấu trúc mà các bạn phát triển cái câu hỏi thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc các bạn tìm kiếm. Vậy thì tìm kiếm bằng cách nào? Thì cách cơ bản nhất tìm kiếm trong PubMed đó là tìm kiếm dựa theo từ khóa, là các cái keywords. Vậy thì quay trở lại cái ví dụ của chúng ta, thì với cái ví dụ như vậy các bạn sẽ tìm ra được những cái keywords nào? Các bạn hãy dừng video tại đây để suy nghĩ các cái từ khóa và sau đó sẽ tiếp tục mở cái video. Vậy thì các cái từ khóa mình gợi ý ở đây là cái gì? Nó có thể là research studies, các cái nghiên cứu, nào là optimal concentration, hoặc là NaOCl, hoặc là endodontics. Thì với các cái từ khóa như vậy là các bạn sẽ có thể bắt đầu tìm kiếm ở trên PubMed một cách cơ bản.
Ngoài ra, để làm rõ hơn hay làm tốt hơn thì việc tìm kiếm, đó là các bạn tìm kiếm, các bạn suy nghĩ những cái từ thay thế hoặc là cả cái từ tương tự như cái từ khóa mình vừa tìm ra. Ví dụ như là research studies thì có thể là có clinical studies, reviews, hoặc là RCT, tức là randomized controlled trials, có thể viết rõ ra hay là viết tắt chẳng hạn. Cái optimal concentration thì nó có thể là concentration, hoặc nó có thể là low concentration, hoặc là high concentration, hoặc là NaOCl, có thể là sodium hypochlorite, hoặc là irrigant solution chẳng hạn. Endodontics có thể là root canal treatment, hoặc là root canal therapy, hoặc là endodontology. Thì các bạn suy nghĩ ra được càng nhiều các cái từ khóa khác nhau thì các bạn có thể mismatch các cái từ khóa lại để mà nó thay đổi cái phương thức tìm kiếm của mình. Vậy thì cái tìm kiếm cơ bản ở trong PubMed đó là các bạn sử dụng các cái từ khóa đưa vào và các bạn tìm kiếm. Thì cái research study các bạn có thể không cần tìm, đưa vào trong cái nhóm từ khóa và các bạn có thể mismatch các cái từ khóa này. Bây giờ mình sẽ nói phần lý thuyết lát nữa, sau đó mình sẽ làm thực hành ở trên PubMed để các bạn dễ hình dung. Tiếp theo đó là cái tìm kiếm nâng cao ở trong PubMed và một số các cái tips và tricks khi sử dụng với PubMed. Thì cái đầu tiên đó là balloon operators, thì có thể nhiều bạn hiểu cái khái niệm để giới thiệu qua lại. Nếu các bạn sử dụng cái từ AND thì nó sẽ tìm kiếm cái giao thoa của hai cái khái niệm mà các bạn muốn tìm kiếm. Mình lấy ví dụ các bạn muốn tìm kiếm về gingivitis và therapy, tức là viêm nữ và cách điều trị. Thì khi các bạn sử dụng cái từ khóa AND, cái từ nổi là AND, thì nó sẽ tìm cái giao thoa mà của điều trị và của viêm nữ. Nếu các bạn sử dụng cái từ OR thì nó sẽ tìm kiếm cả viêm nữ, cả điều trị và giao thoa của điều trị và viêm nữ. Nếu các bạn sử dụng chữ NOT, ví dụ các bạn dùng là gingivitis, NOT, therapy, thì nó sẽ tìm cả cái thông tin liên quan tới viêm nữ mà không liên quan tới điều trị. Ví dụ như vậy. Rồi các bạn có thể sử dụng cái medical subject headings. Thì cái này là một cái nhóm từ vựng nó được phát triển hay là nó được cấu thành lại dựa trên các cái bài báo đã được đăng. Và cái này được làm bằng tay. Thì thay vì sử dụng keywords thì các bạn sử dụng match. Có nghĩa là nếu như mà cùng một cái khái niệm để cho dễ hình dung các bạn, để dễ hình dung, giả sử như cùng một cái khái niệm thì người ta có thể dùng rất là nhiều các từ khác nhau. Mình lấy ví dụ là gum inflammation để cùng chỉ một khái niệm viêm nữ. Người ta có thể dùng gingivitis, người ta có thể sử dụng là inflamed gums, hoặc là inflammation of the gum, vân vân và vân vân. Thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều các từ khác nhau, nhưng mà khi người ta sử dụng cái match thì cái từ người ta sử dụng đó là gingivitis. Người ta sẽ hệ thống hóa tất cả những cái từ khóa liên quan tới cùng một chủ đề bằng một cái từ, một cái medical subject headings duy nhất. Vậy thì cái lợi thế của cái match đó là gì? Đó là nó sẽ làm cho cái việc tìm kiếm của mình nó chính xác hơn và nó sẽ đụng vào cái chủ đề mà mình muốn. Và trong cái match nó sẽ có các cái subheadings, ví dụ như là trong cái gingivitis thì nó có thể sẽ có là nguyên nhân, nó có thể cách điều trị, nó có thể là bệnh sinh, vân vân và vân vân. Thì đó là các cái subheadings các bạn có thể sử dụng ở bên trong. Và cái việc tìm kiếm bằng match thì nó sẽ không bị ảnh hưởng hay bị chi phối bởi các cái thuật ngữ mà tác giả sử dụng. Ví dụ người dùng từ này, người dùng từ kia, vân vân và vân vân, thì nó sẽ không có bị nhiều bởi cái tiêu khóa đó. Tuy nhiên vì match là được làm bằng tay, cho nên với các cái bài báo rất là mới, mới tinh luôn, mới ra lò, thì nó có thể chưa có match.
thì các bạn phải tìm kiếm bằng cái phương thức khác. Và một số các cái tip và tricks mình sẽ giới thiệu rõ hơn khi mình làm trên cái video minh họa. Đó là sử dụng filters, có thể sử dụng các related articles, có thể sử dụng clipboard, article history và display setting. Bây giờ mình sẽ làm thử ở trên PubMed để cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ đây là trang giao diện mới của PubMed. Cái giao diện cũ thì người ta không sử dụng nữa, đây là cái giao diện mới của PubMed. Thì các bạn sẽ thấy ở cái thanh màu trắng này, thì đó là cái cách mà các bạn sử dụng Basic Search. Các bạn không sử dụng chế độ Advanced thì các bạn sử dụng Basic Search ở đây. Ví dụ như mình làm đó là NaOCl and Endodontics chẳng hạn. Các bạn bấm Search thì nó sẽ cho ra kết quả là 1715 kết quả tìm kiếm có nội dung như vậy. Một cách làm thứ hai để các bạn sử dụng đó là sử dụng ngoặc dấu ngoặc kép. Vì khi các bạn sử dụng dấu ngoặc kép, nó sẽ tìm kiếm cụm từ chính xác như mình muốn. Thì nó sẽ giảm cái lượng kết quả tìm kiếm xuống. Một cái dạng thứ hai để các bạn có thể sử dụng đó là dùng kèm với dấu ngoặc đơn chẳng hạn. Ví dụ như là and concentration endodontics chẳng hạn, thì nó sẽ giảm cái lượng tìm kiếm. Như vậy khi mà các bạn thêm từ khóa, đây là cái ví dụ cho các bạn, đó là nếu như các bạn suy nghĩ cái vấn đề nó càng chi tiết thì các bạn thêm được càng nhiều từ khóa thì cái số lượng tìm kiếm nó sẽ giảm xuống, nó tức là nó càng chính xác hơn, nó càng gần với cái kết quả mà các bạn mong muốn hơn. Đó là tìm kiếm ở dạng cơ bản. Một cái điều lưu ý đó là các bạn có thể sử dụng cái phương thức này ở trên Google, nhưng các bạn không thể làm ở đây với PubMed. Đó là ví dụ như là what is the optimal concentration of NaOCl in endodontics. Thì khi mà các bạn gõ nguyên cả một cái câu hỏi như vậy thì cái phương thức tìm kiếm của PubMed nó sẽ khác với cái Google. Đó là nó không có tìm kiếm bằng cái khái niệm, mà khi đó PubMed nó sẽ tìm kiếm theo dạng là nó sẽ cắt nhỏ các cái từ khóa đó ra và nó sẽ tìm kiếm tổ hợp của các cái từ khóa đó, cho nên nó sẽ có thể không chính xác lắm khi bạn sử dụng cái phương thức tìm kiếm như vậy trên PubMed. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái Advanced của PubMed. Thì khi vào trong cái Advanced thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ tìm kiếm được trên nhiều cả cái thông tin khác nhau. Ví dụ các bạn muốn tìm kiếm theo tác giả, các bạn muốn tìm kiếm theo ngày, hoặc là các bạn tìm kiếm theo tiêu đề, hoặc là abstract vân vân. Thì trong này nó có một cái đó là tìm kiếm theo match. Nhưng trước khi các bạn muốn tìm kiếm theo match thì các bạn phải biết được cái match của cái khái niệm mình muốn tìm là gì. Thì các bạn sẽ scroll down và lăn cái con chuột xuống ở cái phần đây, đó là match database. Cái giao diện của PubMed mới nó khác với cái giao diện PubMed cũ. Thì ví dụ như các bạn tìm kiếm ở đây, ví dụ như là gum inflammation, thì nó sẽ đưa ra cho các bạn cái khái niệm hay là cái từ mà dùng trong MASH, đó là gingivitis. Thì các bạn sẽ đưa cái này vào trong cái search builder, add to search builder, thì nó sẽ đưa vào trong cái hộp tìm kiếm của mình. Toàn bộ cái phần này thì đó là cái subheadings. Ví dụ như đây là phân tích này, mẫu, cái chemistry của nó, diagnosis, vân vân và vân vân. Nếu như các bạn tìm thấy cái mà các bạn muốn, ví dụ như là therapy, thì các bạn có thể đưa nó vào trong cái search builder, thì nó sẽ tìm kiếm ở cái dạng là
subheading của gingivitis mà về therapy. Thì các bạn có thể bỏ cái băng trâu đi, không làm cái đó nữa mà chỉ làm cái therapy không thôi. Các bạn có thể thay thế cái balloon operators ở đây là and, or hoặc là not. Ví dụ như mình làm là or, ví dụ như mình làm là diagnosis chẳng hạn, hoặc là surgery, mình muốn làm về surgery chẳng hạn, thì mình sẽ add nó vào bên trong, thì nó sẽ cho ra cái câu lệnh hay là cái phương thức tìm kiếm của PubMed ở đây, và các bạn bấm search PubMed. Thì nó sẽ tìm ra cho tất cả các bạn các cái khái niệm mà nó liên quan với gingivitis therapy. Nhưng ở đây nó lại tìm ra cái kết quả là ignore cái O đi, vì nó có một cái O đằng sau này nữa. Chỉnh lại cái colon ở đây một xí. Thì nó sẽ ra là 3500 hơn kết quả mà liên quan tới cái khái niệm này. Rồi bây giờ mình quay trở lại với cái advanced. Thì khi các bạn tìm ra các cái khái niệm như vậy, thì cái mình giới thiệu ở đây, ví dụ như các bạn bấm là sodium hypochlorite, right, các bạn add, rồi sau đó các bạn quay xuống cái history của mình và các bạn chọn thêm, ví dụ như đây là endodontic, các bạn add và các bạn search. Sau đó các bạn quay trở lại cái advanced, ví dụ như đây các bạn phát hiện ra chữ hypochlorite hình như mình đã bị sai. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái match để mình tìm cái từ đúng của nó. Ví dụ nhiều khi mình nhớ cái chữ đó viết sao, mình bấm hypochlorite, mình bấm search và các bạn đưa vào search builder, các bạn bấm search PubMed. Sau đó các bạn đi vào advanced, thì các bạn xuống cái phần history, thì các bạn sẽ bấm vào cái action, các bạn add query. Thì đây là cái cách các bạn sử dụng cái phần history, các cái search history của mình, các cái lịch sử tìm kiếm. Tức là giả sử các bạn tìm kiếm các cái match ra xong rồi, nó sẽ nằm trong cái lịch sử tìm kiếm. Các bạn sẽ bấm action và add to query, thì nó sẽ đưa vào trong cái query box của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa vào endodontics chẳng hạn. Mình có thể bấm add. Và bây giờ thì thay vì các bạn bấm search, các bạn có thể bấm add to history, thì nó sẽ hiện ra cho các bạn thấy đó là 1830 kết quả tìm kiếm liên quan tới cái nội dung này. Các bạn muốn xem thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện cái kết quả lên. Ở phía bên trái các bạn sẽ thấy các cái filters, ví dụ như là text availability hoặc là article type, article publication date, và các bạn có thể add additional filters ở đây chẳng hạn. Thì nó sẽ có nhiều cái để các bạn đưa vào. Thường gặp có thể là age, ví dụ đây mình chọn sẵn rồi thì mình bỏ nó đi, reset on filters chẳng hạn. Các bạn có thể lựa đây là free full text hoặc là trong 5 năm trở lại đây và cả cái tài liệu bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì nó sẽ làm gọn lại cả cái kết quả tìm kiếm của các bạn. Rồi bây giờ giả sử như là đây là cả cái tài liệu mà các bạn muốn xem lại ha, sau khi các bạn lướt tất cả các cái tài liệu tham khảo, và đây là những cái các bạn chú thích lại là các bạn muốn đọc lại sau đó. Vậy thì sau khi các bạn đã chọn cả cái tài liệu đó tham khảo đó xong, các bạn click vào send to và chọn clipboard.
thì nó sẽ được đưa vào cái trang clipboard. Các bạn sẽ thấy nó hiện lên ở đây. Thì khi các bạn click vào trong clipboard, nó sẽ hiện ra cả cái tài liệu tham khảo mà các bạn đã lưu lại. Và cái này thì nó sẽ mất sau 8 giờ, không có hoạt động. Đây là một cách các bạn truy xuất lại các cái tài liệu tham khảo mà mình đã tìm kiếm. Bây giờ giả sử khi các bạn bấm vào một cái tài liệu tham khảo, thì các bạn sẽ thấy bên dưới của nó đó có, sẽ có là các cái similar articles. Thì đây là những cái tài liệu tham khảo mà có nội dung tương tự liên quan tới cái nội dung mà các mình đang tìm kiếm. Thì vậy đây là một cái cách mà để các bạn tìm ra được những cái tài liệu tham khảo liên quan nha. Và cái cuối cùng mình muốn giới thiệu đó là cái display setting. Khi các bạn sẽ click vào đây thì nó sẽ có thể hiện ra cái dạng format là summary hoặc là abstract. Khi các bạn chọn abstract thì tất cả các cái bài bản nó sẽ hiện ra theo cái dạng là có abstract đính kèm. Các bạn có thể chọn cái display theo dạng là sort by, tùy theo cái gì ở đây, ví dụ là best match hoặc là most recent hoặc là dựa theo publication date chẳng hạn. Và các bạn có thể chọn là nó hiện bao nhiêu bài báo trên một trang tìm kiếm. Và đây là một số các cái kinh nghiệm của mình khi sử dụng PubMed. Ngoài ra bạn có thể xem tham khảo thêm tại cái user guide để hiểu rõ hơn về cách sử dụng PubMed như thế nào cho hiệu quả. Và như vậy đây là kết thúc cái bài về giới thiệu tìm kiếm trên PubMed. Hy vọng là các bạn tìm thấy cái bài bản cái video này hữu ích. Nhớ subscribe to English for Dentist channel, like and share the video. Thank you. Bye.